Không. Con làm đi, con làm với mẹ nè. Con nè. Thôi, chờ tay nha. Được đấy. Đúng rồi. À, đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Dễ thương. Có lúc thì Bona rất là thích chụp ảnh. Ví dụ mà bảo Bona ơi chụp với bao kiểu ảnh đi thì sẽ là không chụp. Còn bình thường khi mà mình tự nhiên mình cầm điện thoại hoặc là Bona cầm vào cái máy ảnh ấy thì tự nhiên Bona sẽ hai, thi thoảng Bona sẽ hai, nhưng mà nếu mà bắt Bona chụp hay là cố gắng chụp Bona thì Bona lại không thích điều đấy. Qua chụp má mình nhìn cái đó, bà mình đứng đó bà chụp đi. Ba, ba, ba. Đây, giữ chị đi. Đúng rồi. Ôi, nhìn thương kìa. Đây vậy ta. Nè, đây rồi, giữ chị đi. Nè, đây nè. Đấy nha, chụp lại nha, một. Đó, lại nè. 1, 2, 3. Chụp đi con. Mặc vô đi, để cô chụp thấy. Cô nhìn nè, mọi người đợi mình rồi đấy. Mặc hết rồi nè. Mọi người hóa trang đúng rồi. Mẹ với ba cũng mặc rồi nè, còn mỗi con nữa đó. Cô xem nào, cô xem cái chân nào. Đứng lên, coi coi, đứng lên, 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 đứng để dụ mà mặc cái bộ đồ đó phải gọi là trần ai luôn, khổ sở kinh khủng khiếp. Mặc vô được mừng gần chết. Cũng rất là may á, là em mặc vô được. Tại vì cũng có cái quần legging ở ngoài ấy. Lúc mà mặc vô rồi thì cũng không có cảm nhận cái sự ma sát với lại cái chất vải đó nhiều quá. Cho nên là cũng không khóc á. Nhầm, nhầm, nhầm. Ê chà, bữa nay lần đầu tiên ba Bona mặc váy phải không? Nhìn xinh không kém gì Bona với mẹ Bona hết trơn á. Nhân lần đầu tiên thấy Hương mặc váy cũng hơi mắc cười. Nhưng mà nhớ thấy cái váy này nó cũng chưa rủ đô lắm. Nó nặng, hơn nó, phải ngắn cũng cỡ hơn. Nó phải sexy hơn một chút thì nó mới gọi là hay. Bữa nay ba Bona thấy chiếc váy này như thế nào ạ? Mẹ em mặc vào em thấy mát. Mà em nghĩ là Nhân không mặc váy bao giờ. Nếu mà Nhân mặc váy là chắc chắn em về khi mà không có ai ở nhà em sẽ mặc váy và em đi ngủ cho mát. Chi vậy? Đấy là nếu mà là người khác thì người ta sẽ nói như vậy. Còn nếu là em thì em bảo là lần sau sẽ không bao giờ mặc váy đâu anh ạ. À vậy hả? Còn cái này là tiếng lòng của mình thôi đúng không? Rồi mời cái gia đình Bona mình vô chỗ ngồi nha. Con đừng đi meeting á, lộ hàng á. Sẽ cùng đến với gia đình của Bona. Mời gia đình Bona 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 Bona. Lên đây chụp hình nào. Đừng 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 đừng. Nào, tạo dáng nha. Như nào, Bona? Đây, làm với mẹ không? Con làm đi, con làm với mẹ nè. Bona. Thôi, chờ tay nha. Đấy, đúng rồi. À, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Dễ thương. Có lúc thì Bona rất là thích chụp ảnh. Ví dụ mà bảo Bona ơi chụp với bao kiểu ảnh đi thì sẽ là không chụp. Còn bình thường khi mà mình tự nhiên mình cầm điện thoại hoặc là Bona cầm vào cái máy ảnh ấy thì tự nhiên Bona sẽ hai, thi thoảng Bona sẽ hai, nhưng mà nếu mà bắt Bona chụp hay là cố gắng chụp Bona thì Bona lại không thích điều đấy. Không phải để hai tay cơ. Đây. Hai tay giống vậy cơ. Đây. Không, hai tay nhìn mẹ. Đây, làm theo Bona nữa. Rồi, ok. Đây. Rồi. Làm sao nữa? Chỉ mẹ sao nữa. Chỉ mẹ đó làm sao? Bona không biết cách tạo dáng cho nên là nó rất là khó. Xong anh còn phải mặc váy như vậy nữa. Mình cũng biết là tạo dáng làm sao. Anh leo lên ba hả? Ừ, ok. Leo lên ba. Leo lên ba nào. Leo lên ba giống như khủng long nha. Không, bây giờ cho con ngồi lên cái vai của ba đó, như nè. Ngồi lên vai của ba nè. Con ngồi lên cái vai ba nè. Rồi, con đứng vậy. Đó, đứng vậy đó. Rồi. Tượng nhất là gia đình bé Bona. Khi mà chụp hình á thì ba thì lại mặc một cái váy mà của múa nữa mà lại không biết múa. Múa xấu nên tạo những cái dáng càng xấu thì lại càng dễ thương. Đó là ấn tượng nghiệp nhất. Hai đi Bona. Hai đi. Hai. Em trai ơi đứng một kiểu ballet giùm anh em trai ơi. Đứng một chân á. Rồi, đúng rồi. Cong một chân lên. Bên kia, tay của ba cong ở bên một chân kia, lên. Tay của ba ngược lại. Tay của ba ngược lại đi. Nè Bona cong một chân lên. Cong cái chân bên phải đúng ba rồi thì, còn ba thì ba thì chân trái ba thì ngược lại ba bên ngoài không, chân này cong cái ngược chân lại này cong nè chân này cong nè cong nhau anh không đổi à, đối xử lại với mẹ ba Bona đúng rồi ở đây đó, còn con gái vậy nè
À, dễ thương. Đúng rồi, giỏi. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Quá đẹp luôn á. Rồi. Tấm cuối nè, tấm cuối nha. Rồi. 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 Wow. À, chúc mừng gia đình Bona. Quá dễ thương. Không biết chụp không? Đây là chú chỉ cho con bấm này không chụp nè. Bây giờ chú chụp con nha. Chú chụp con nha. Rồi chú in ra cho con nha. Dễ luôn nè. Đây này. Chụp bên đi. Chụp bên đi. Đừng ngồi với em đi ba chụp. Tự nhiên. Ngồi với ba sao ba chụp mình với ba được. Để chú chỉ cho nè. Nè con bấm đây nè. Nè cái nút này nè. Con chụp không? Con muốn chụp không? Con muốn chụp không? Con chụp không? Chú chụp con nha. Đây nè, đây là chú chụp con nè. Giờ con coi lại để con chụp nè. Đây, chú đưa nè. Rồi đi qua chụp ba mẹ đi. Chú chụp không? Rồi đi qua chụp đi. Qua chụp ba mẹ đi. Rồi đó, ba mẹ đứng đó, qua chụp đi. Ba mẹ đâu? Đây, con. Đây, chú chụp đi. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi, nhìn thương kìa. Đây vậy ta. Nè đây rồi, chỉnh chưa? Nè đây nè. Đấy nha, chụp lại nha. Một. Đó, lại nè. Một, hai, ba. Chụp đi con. Thích tấm này không? Nhìn ra nha. Tấm này con chụp đẹp mà. Nhìn ra nha. Nhìn này, những chỗ này nha. Ok, ok. Mà sao con lấy con đưa cho ba mẹ nha. Lấy từ từ đưa. Rồi, sao bây giờ là con lấy ra con rút ra. Rồi, con đợi chút xíu lát, hồi có hình nè. Hình nó sẽ ở đây nè. Con đợi xíu lát con đưa ba mẹ nha. Đi con. Rồi bé ơi, đứng lên đi. Ủa nhưng mà bình thường ấy là sao nhà là quay cái con nói chuyện nhiều không? Nhiều. Tiếng quen thôi. Con mà nó ra cái mũi á là bắt đầu. Cái cháu đầu tiên là khi mà gặp người quen rồi, ta nói chuyện tiếng nữa, làm quen lại với người quen. Mỗi lúc một tính, từ phút này đến phút 50 tuổi là bắt đầu nó sẽ bộc phát cái tính đó. Sau đó bắt đầu theo cái tính. Bạn này là lúc nào cũng thấy cái bé là sẽ thấy luôn. Và quan sát là bạn ấy phát hiện là bạn ấy muốn chơi hay không chứ không ép được. Cháu em cháu đứa đầu á nó kia cho nó gì nó không lấy, nó phải đọc cái coi là nó như thế nào. Đúng rồi, nó quan sát. Đón xem chương trình Thử thách lớn khôn mùa 2 sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 tối thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube Điền Quân Kids bắt đầu từ ngày 25 tháng 11 năm 2022.